Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục chăm sóc sức khỏe của kênh Mẹo Sống Khỏe VTT7. Cách chữa cảm cúm tại nhà hiệu quả tức thì mà không cần kháng sinh. Cảm cúm sổ mũi là hiện tượng cơ thể bị nhiễm lạnh và virus cảm cúm, có thể do bản thân tự bị hoặc do lây nhiễm từ người khác thông qua quá trình giao tiếp, tiếp xúc trực tiếp. Khi bị cảm cúm sổ mũi, người bệnh sẽ xuất hiện các triệu chứng như sau: đau họng, nghẹt mũi, hắt hơi, chảy nước mắt, nước mũi, sốt, ho, đau nhức người, mệt mỏi, đau đầu, da nóng đỏ. Chính vì thấy những biểu hiện bệnh khá thông thường nên nhiều người chủ quan để bệnh tự khỏi. Tuy nhiên, các bác sĩ đã khuyến cáo rằng bệnh nếu không chữa trị có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm. Vậy bạn đã biết cách trị cảm cúm sổ mũi nhanh nhất ngay tại nhà chưa? Hãy bỏ túi bài thuốc kháng sinh tự nhiên có sẵn trong nhà để điều trị cảm cúm nhanh chóng, hiệu quả là điều bạn nên làm để bảo vệ sức khỏe cho gia đình. Nguyên liệu mà bạn cần chuẩn bị. Thứ nhất là cúc tần. Các bạn biết không, các nghiên cứu y học hiện đại khẳng định cây cúc tần chứa rất nhiều thành phần hóa học có công dụng rất tốt trong điều trị một số bệnh lý. Do đó, lá cúc tần luôn là cách chữa cảm cúm dân gian vô cùng hữu hiệu. Nguyên liệu thứ hai cần chuẩn bị là mùi tàu. Ở đây mình có khoảng 50g. Nguyên liệu thứ ba là ngải cứu. Chúng ta chuẩn bị khoảng 100g nhé. Nguyên liệu thứ tư là một nhánh gừng tươi. Đây là 4 nguyên liệu mà bạn cần chuẩn bị cho cách trị bệnh tại nhà này. Với 4 nguyên liệu này thì cách các bạn thực hiện như sau. Đầu tiên với ngải cứu, chúng ta sẽ nhặt lấy lá và ngọn non. Sau khi nhặt ngải cứu xong thì chúng ta sẽ nhặt đến mùi tàu. Mùi tàu chúng ta sẽ nhặt lấy phần lá nhé. Tương tự với cúc tần cũng thế. Giờ mình sẽ mang 3 nguyên liệu này đi rửa thật sạch nhé. Bạn rũ mạnh tay cho bụi bẩn trôi hết đi nhé. Chúng ta sẽ rửa thêm một lần nữa nhé. Bạn hãy để ráo nước đi. Tiếp theo chúng ta sẽ sơ chế đến gừng. Với gừng thì bạn cắt bỏ phần bị thối đi, bạn không nên cạo vỏ đi nhé. Giờ mình sẽ mang nhánh gừng này đi rửa thật sạch nhé.
Đây là các nguyên liệu mà chúng ta đã làm sạch. Giờ mình sẽ thái nhỏ các nguyên liệu này ra nhé. Sau khi thái xong, mình sẽ cho nó vào một cái song. Sau đó bạn thái gừng thành các lát mỏng. Chúng ta sẽ cho các lát gừng này vào song. Bạn cho vào song khoảng 1 lít nước. Sau đó bạn cho song này lên bếp đun sôi cho mình. Khi mà nồi nước của chúng ta sôi thì bạn cho nhỏ lửa và đun thêm khoảng 5 phút nữa nhé. Đây là nồi nước của chúng ta sau khi đun sôi. Ở phương pháp này, chúng ta chỉ sử dụng phần nước thôi nhé. Mình sẽ gạn phần nước ra một cái cốc nhé. Đây chính là cốc nước mà chúng ta cần cho cách trị bệnh tại nhà này. Cách các bạn sử dụng cốc nước này như sau. Với cốc nước này, chúng ta sẽ uống 2 đến 3 lần trên ngày, đảm bảo các triệu chứng bệnh sẽ thuyên giảm nhanh chóng mà không cần phải sử dụng đến các loại thuốc kháng sinh. Trên đây là cách trị cảm cúm hiệu quả, Mẹo Sống Khỏe VTT7 hy vọng những bài thuốc trên sẽ giúp bạn nhanh chóng thoát khỏi cơn đau nhức do bệnh. Chúc các bạn thành công và luôn khỏe mạnh. Video của mình đến đây là kết thúc. Hy vọng rằng video của mình hữu ích với các bạn. Chúc các bạn sống vui, sống khỏe.